Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ nhanh cho các bạn về cái cấu tạo bên trong của cái hộp số vỏ gang. Và cụ thể đây là mã WBA size 120. Thì các bạn thấy là đây là cái cấu tạo hoàn chỉnh của nó. Đó, đây là phần trục cốt vào nè, đây là trục cốt ra. Thì để nhận biết được cái trục cốt vào thì lúc nào nó cũng nhỏ hơn cái trục cốt ra nha các bạn. Phần này sẽ tiếp xúc với động cơ. Và đây là cái trục cốt ra của chúng ta, nó sẽ tiếp xúc với lại cái ứng dụng. Bên trong của hộp số thì nó sẽ như thế này nè mấy bạn. Cơ cấu bánh răng của nó là dạng trục vít bánh vít. Thì đây chính là cái phần trục vít của nó. Và đây là cái phần bánh vít. Thì trên cái trục vít này các bạn thấy là hai đầu của nó có hai cái vòng bi như thế này. Đây là cấu tạo vòng bi của cái hộp số giảm tốc trục vít bánh vít. Hai đầu có hai vòng bi như thế này. Và đây là cái trục vít. Còn đây là cái bánh răng. Khi cái trục vít này nó xoay thì nó sẽ xoay cái bánh vít này. Trên bánh vít thì hai mặt của nó cũng có vòng bi như thế này mấy bạn nhé. Thì ưu điểm của cái dòng hộp số mà có cấu tạo trục vít đó là nó chống trôi, tức là khi hộp số của chúng ta dừng á thì cái bánh răng này nó sẽ không quay lại, nó không bị trượt các bạn nhé. Các bạn có thể thấy. Còn đây là phần then. Then sẽ lắp vào cái phần này. Còn đây là phốt của cái nắp này nha các bạn. Thì đó chính là cái cấu tạo bên trong của cái dòng hộp số vỏ gang. Dạng cơ cấu bánh răng là trục vít bánh vít đó. Thì đây chính là phần trục vít. Đây là bánh vít. Thì bánh vít của nó là bằng đồng mấy bạn nhé. Cái phần này của chúng ta nè, cái phần màu vàng này chính là cái phần bằng đồng. Đây là hai cái vòng bi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Để biết rõ hơn về cái dòng hộp số giảm tốc trục vít bánh vít này, các bạn có thể xem video ở đường link bên dưới nhé.